Hai cho anh em bảo xin lỗi, mình là Tàu Lũ X98. Rất vui quay trở lại trong video ngày hôm nay với app của có cái tên là Nhà Thông Thái. Hành động chất chắc rồi nhá. Do là cái gì nhỉ? Là một người chơi ở server 86, server mới nhất hiện nay mà mình từng biết là sẽ, và bây giờ đây các bạn, là sự thực là sẽ nâng lên S-Max của Sacrimon. Mình có chia sẻ với các bạn hôm trước rằng ở server 82 mà đã S-Max Sacrimon nó quá sớm rồi. Thì có bạn nói là ở server 85 đã có người S-Max rồi. Thì bây giờ lại server 86 còn sớm hơn nữa các bạn ạ. Thì thật sự công ra mình thấy là gần như đang cố sống cố chết để nâng bằng được con Saiki để nâng lên S-Max vì một lý do nào đấy. Thì thôi, tùy theo chỉ hướng của mỗi người các bạn nhé. Mỗi người sẽ có một phong cách chơi, một suy nghĩ chơi khác nhau. Bằng việc đã kích hoạt bộ chơi ngầm bao gồm Mukai, Magaki và Acclimation. Hai thằng còn lại đâu rồi? Chắc ở bên dưới rồi. Ông gỡ ra gỡ vào cũng tốn rất nhiều tiền của đấy các bạn ạ. Đây Acclimation và dưới này là Magaki. Để gỡ ra gỡ vào thì chỉ biết là mèo các bạn, để kích hoạt được nhị môn thì sau đó thì lại gỡ đẳng ra để nâng con khác. Đấy thì cuối cùng thì Saiki cũng đã đủ điều kiện để ở phần chuyên ngầm để chạm được tới tầng lục môn. Và trong phần hồn vũ khí, quay trứng hồn vũ khí của Saiki ngày hôm nay thì bạn ấy cũng đã hoàn thành tương đối tốt với cái mốc lên tới 21, gần 21 nghìn kim cương rồi, và đã sở hữu trong mình 85 mảnh hồn vũ khí của Terry rồi. Và bạn ấy cũng rất là phân vân không biết tiêu nốt 5.000 nhưng còn lại là vào cái gì để nhận được cái phần thưởng tiêu kim cương. Ở cái mốc cuối các bạn ạ, tiêu mốc này sẽ nhận được thêm 15 mảnh là vừa khít luôn. Thì bây giờ mình sẽ có hai cái hướng để lựa chọn. Thứ nhất là quay tiếp hồn vũ khí, còn đâu thừa 20 mảnh kia thì sẽ dùng để nâng cấp trang béo. Đấy là một hướng các bạn nhá. Hướng thứ hai là chơi 5k kim cương, khoảng 4k rưỡi đấy. Khoảng hơn 4k kim cương lại vào một cái tính năng nào đó. Đấy, thì mình cuối cùng thì bạn ấy không quyết định được thì giao cho mình. Thì mình sẽ quyết định là mình sẽ chơi tính năng, đó là tính năng chip các bạn nhé. Đấy, vì ở đây thật sự cũng chưa có nhiều cái tính năng phí, vì chúng ta biết là kiếm được miễn phí rồi. Có chip này để lên full một bộ đỏ với những người chơi mới thì sẽ khá là khó. Ngoài ra thì mình cũng sẽ mở sẵn luôn một bộ chip ở đây cho bạn ý. Sau này thì chúng ta sẽ có tới hai đội hình. Thứ nhất tức là đội hình chính, đội hình phụ ở trong chế độ võ đài à. Mình xin lỗi, trong chế độ đấu trường lên server thì các bạn sẽ mở cái ô số 4, ô số 5 để các bạn đưa những cái võ sĩ phụ của các bạn vào. Mình lấy ví dụ trong trường này thôi, đưa vào rồi lại phải gỡ ra mất thời gian. Hoặc là các bạn đưa thêm hai con viện trợ tham chiến đúng không? Thậm chí các bạn sẽ còn phải mở luôn cả map 5 nữa cơ. Đấy các bạn ạ, ở map 6 đi theo mình là thôi. Đây là hai cái tiêu kim cương mà mình thấy rằng các bạn cần quan tâm nhá. Đấy, vào tính năng chip. Thứ hai là trong phần mục hội quán. Đây cũng là một mục mà ít các bạn quan tâm tới, đó là cái mục luyện tập này. Đó, với những người chơi ở các server cũ thì không cần vì nó thừa nhiều, còn những người chơi server mới thì theo mình nên cần. Nào, chúng ta hãy đưa những võ sĩ quan trọng vào trong này. Terry này, Metekun mình sẽ đưa vào là Saiki này. Đấy, những cái võ sĩ đội hình 1 chứ, chả hiểu sao ông này toàn đưa những cái võ sĩ đánh nhang nhang mà. Mình sẽ mở thêm một slot nữa các bạn nhá. Việc này thì các bạn sẽ đỡ tốn tài nguyên lo năng lượng. Nghĩa là các bạn sẽ dư tài nguyên lo năng lượng ra. Dư tài nguyên lo năng lượng ra thì các bạn sẽ dễ dàng nâng cấp hồn lực, dễ dàng bán đi để vàng. Đại loại, để nâng level cho võ sĩ hơn và có một cái uy lực tốt hơn nhá. Rồi, ông này Hotaru. Không biết mình đã tiêu lối chưa nhỉ? Méo rồi, từ lấy là tiêu nhiều phết rồi các bạn ạ. Mình chỉ kiểm tra lại một chút. Rồi 22.275, còn tiêu 2.500 nữa cơ. Đấy, nhiều mục phết đấy, thoải mái mà tiêu các bạn ạ. Mình sẽ mở thêm 2 phát nữa nhá. 588, thôi 888 thì thôi. 5558, à đây vẫn còn phát 288 nữa đấy. Không nhìn thấy. Rồi, level võ sĩ là một trong những chỉ số quan trọng để các bạn nâng cấp mọi thông số cho nó. Rồi, hãy mở thêm phát 58 này nữa nhỉ. Thôi, gần đấy là theo mình đánh giá là đủ rồi. Quá ổn phết đấy các bạn ạ. Sao? Chúng ta vào tính năng ao cá. Đấy, trong này nó có một cái chế độ mà các bạn nếu như mở ra được và chăm chỉ online thì các bạn sẽ cày cuốc khá là tốt. Đây, nó chính là chỗ này các bạn ạ. Rồi, đây mình vào mình thu hoạch luôn hộ ông này nhá. Đây các bạn, mình mở mấy cái ô cuối cùng nhá, cho quan trọng đây các bạn này. Tiết kiệm nhiều phết đấy, không chỉ thời gian mà cả công sức nữa. Đấy, nó sẽ hút cho bạn có cơ hội hoàn trả
lại nguyên liệu và nhận được thêm các phẩm. Thì tùy các bạn nhé. Rồi ông này mình thấy là hơi hơi bị chăm chỉ ở chế độ này đấy, cần cù bù siêng năng đấy. Thì bạn ấy sẽ tốn rất là nhiều cái, tức là nếu như mà có cái hoàn trả đấy bạn đấy thì nó sẽ giúp cho bạn ấy có tiết kiệm được thời gian hơn đấy, tiết kiệm được nhiều nguyên liệu hơn. Đấy, mình active nhá, active 3 con mới thôi, là 3 con ở trạng thái cao cấp này thôi các bạn. Đổi đi. Đấy, đây là những cái chỗ tiêu kim cương mình nghĩ là các bạn hết sức phải lưu tâm. Thôi còn chỗ này thì thôi. Thì theo mình những cái nguyên liệu của nó cũng rẻ tiền, nhanh. Đấy, còn ba cái cuối này nó đắt, theo mình là nên chơi. Đấy nhá, đấy là ý kiến của cá nhân mình. Ông ấy bảo ông ấy giao cho mình thì mình chơi cho các bạn. Đấy. Thứ hai là mở nốt cái này đi, 200 kim cương mở nốt à. Thôi thôi thôi. Cái này nó không quan trọng các bạn ạ. Mình chơi những cái nào nó quan trọng ấy. Rồi, không biết shop chợ đen ông này mua chưa? Đấy, cái này nó có một cái shop chợ đen, kể như ngày hôm qua mua shop chợ đen thì khá là tốt đấy các bạn ạ. Nó có mấy cái ao cá giúp cho các bạn câu nhanh ấy. Nhưng đây chưa thấy rồi. Hơi đáng tiếc một tí là bạn ý lại để cái gì nhỉ? Đấy, nói chung là đấy tiêu từ hôm trước rồi. Có shop chợ đen chắc xuất hiện từ hôm trước của hôm trước nữa rồi. Không được. À, mình xem còn cái gì để tiêu kim cương nữa. Tiêu nốt cho nó đủ mốc. Nghĩ xem tiêu cái gì cũng khó phết đấy các bạn ạ. Rồi, mình chỉ còn có mấy trăm kim cương. Ngoài ông mua full thể lực luôn rồi này. Mình chỉ còn có 100, hơn 100 kim cương nữa thôi. Còn 160, 170 kim cương nữa thôi. Gì chứ, chùm như mình thì biết rất chỗ, nhiều chỗ tiêu kim cương các bạn, hợp lý mà cảm thấy hài lòng. Đây là một trong những chỗ kiếm vàng khá tốt các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiêu thêm khoảng độ 50 kim cương nữa. Thể lực không được rồi, giờ mua thể lực thì tốn lắm. Chỗ nào nhỉ? Nhớ nhớ nhầm nhầm rồi. Cái này up miễn phí thì chả up lên để làm gì? Khoảng 50 kim cương thôi các bạn. Thôi mua vàng nó nhanh các bạn nhé, đau đầu quá. Đủ rồi đấy. Đấy, các bạn thấy tiêu tàn vào những cái thứ không đâu đấy. Rồi 6 kim cương nữa mà các bạn thấy nó cũng ngốn một cái lượng ra trò đấy, không phải gì đâu. 6 kim cương nữa. Rồi, mua toàn những cái thứ giờ hơi giờ hợp. Nhưng mà là hợp lý đấy các bạn nhé. Rồi, tròn 25 kim cương không thiếu một đồng. Và mình sẽ nhận được một cái dương tự chọn. Đây không phải cái này, đây là trong gói quà VIP. Đây các bạn bấm nhầm vào meo của mình vỡ đầu luôn đấy. 85 mảnh cộng 15 mảnh là 100 mảnh. Phép tính này chắc chắn không sai. Nghĩa rằng các bạn sẽ tiếp tục chứng kiến được thêm một con Emax Saikidemon nữa ở xem quốc tế. Mà đây sẽ là con Saikidemon S-Max theo mình đánh giá là độc nhất vô nhị ở server 86. Sau clip này và cả clip trước mình vừa mới đăng cách đây ít tiếng, mình tin rằng sẽ không còn ai dám nâng Emax Saikidemon nữa. À, này sẽ không có hồ được lăng à, vì level 86 còn thấp quá à, lực chiến của A cũng không phải thuộc top cao nhất hạng 8 luôn các bạn ạ, không phải top cao nhất à, về chỉ số võ sĩ thì cũng không phải là cao, 1186 sẽ bị hơn nhiều so với con Teri của Evos Bảo Nam đấy, nhưng cũng không không gọi là yếu quá đâu các bạn nhé. Đội hình hiện nay thì đang có võ sĩ thủ là ai? Đó là Hotaru kết hợp với Sekimon. Hội còn lại thì theo mình đều là hỗ trợ hết.
đấy. Một phần lực chiến phe tay yếu là do thằng EG thôi, nhưng thật ra thằng này mà búp vào một con khác ví dụ tương tự như trang béo thì sẽ được cộng thêm tầm khoảng độ 80k lực chiến nữa, thì các bạn thấy thành gần như top 1 server mà lực chiến ngay. À quên, 89 thì cũng gọi là thành top 2, top 3 mà lực chiến ngay. Tại vì ăn bia ăn cái gì mà khỏe vậy. Thôi, lâng nữa Xbox Sai Kill thì chúng ta cùng quẩy với các bạn nhá. Xin nhắc lại là sẽ không có hồn lực 5, không có rune. Thuần võ sĩ bát môn thôi. Ngày không thắng thì thôi đấy nào. Mình sẽ đấm nhau với Evos Bảo Nam. Top 1 của server 76 là không cố định các bạn ạ. Nghĩa là ai online thì người đấy sẽ khả năng cao là có võ sĩ. Nguyên do là những người chơi khác nhau thì sẽ có đánh cái tỷ lệ khác nhau. Điều này theo mình thấy là rất có lợi. Game sẽ trở nên hay ho, thú vị hơn rất nhiều. Chứ cứ top 1 mãi chán lắm các bạn ạ. Ta đi sau đó bên đối phương có trang phục hay còn được gọi là được sơn súng. Ta đi phe ta đã có 2.000 nộ và chưa mất lời biến hình nào. Rồi, sát thương chỉ 100k, trông khá buồn cười. Đây là trang béo, thậm chí chỉ có mấy chục nghìn thôi. Đây là con số hết sức bình thường các bạn nhé. Các bạn đang theo dõi ở server 86, một server rất mới, thậm chí còn chưa mở rune. Đấy, các bạn cần phải có một cái nhìn nó chuẩn. Vị trí Metacool sẽ bốc hơi nhanh chóng do dính phải ấn sói của Terry. Rồi, Terry đối phương đã có hẳn 2.000 nộ luôn. Sakidemon bên mình được kỳ vọng sẽ là làm tắt ăn cả. Đấy, nhưng mà đồng đội của nó thì không cho phép điều ấy đâu. Các bạn phải để ý rằng vị trí Hotaru là một vị trí phòng thủ cực mạnh mà nó được đứng sau Saiki. Đấy, nghĩa rằng Saiki mà bị ăn sát thương ấy, thì khả năng rất cao là Hotaru cũng sẽ búp. À, cũng sẽ nhận, cũng sẽ gọi là sẽ phản kích lại một phần sát thương. Saiki Demon thì càng phải những cái lượt càng có nhiều người dính lửa đen thì Saiki mới càng mạnh. Nghĩa rằng các bạn phải cho Saiki một chút thời gian để nó đốt được đủ lửa lên bên đối phương các bạn nhé. Ngọn lửa phải gọi là đủ lớn. Metacool tồn tại đến lượt số 2 là đã cố gắng lắm rồi. Tari sau đó của cả hai bên đều liên tục đạt được 2.000 nộ mặc dù chưa có S-Max. Để các bạn thấy rằng một võ sĩ Terry xóa đói là một trong những võ sĩ không cần S-Max vẫn có được sức mạnh rất lớn. Nó trái với một số võ sĩ đả trước đấy như là Major hay là Teriko hay là Kensu. Mình xin lỗi, mình đã nhầm. Bên Evos Bảo Nam không có S-Max của Sakidemon nhưng lại là S-Max của Teddy Sói Đói. S-Max Teddy Sói Đói thì rẻ hơn S-Max Sakidemon ở bộ duyên ngầm. À, và chúng ta xem ai sẽ là người đúng đắn hơn. Cả hai bên đều sử dụng Hotaru ở vị trí đứng sau mông Saiki. Có lẽ một vote sẽ dành cho Evos Bảo Nam. Các bạn thấy để giết được Saiki đối phương cũng khó ra trò đấy. Mình xin lỗi. Meo rồi, là sao hội này lưng này S-Max Saiki kinh thế. Thế thua tới Bảo Nam rồi các bạn. Meo rồi. Hắn có cả S-Max Saiki lẫn S-Max Terry Sói Đói. Đầu tư vai. Thôi mình hy sinh thêm 10 kim cương đánh với Sơn Còng các bạn nhé. Ông này thì khả năng cao là chưa có S-Max Saiki. Sao lực chiến của hắn cao thế nhỉ? Khủng vãi các bạn ạ. Ồ, nếu bạn ấy mà cũng có S-Max Saiki thì bên Feta không thắng được. Rồi, và câu trả lời là không. Có lẽ là S-Max Kudabang. Quá thật là như vậy các bạn ạ. Thế thì trận này Feta có một cái tỷ lệ thắng cao hơn rồi.
Bởi sát thương chủ lực bên phe ta là Saiki. Còn sát thương bên chủ lực đối phương là ai? Câu trả lời mình thấy rằng là không ai cả. Athena chắc chắn sẽ smack, Hotaru cũng như vậy. Còn Kula mà ai bảo sát thương chủ lực thì đấm vào mồm. Khi đấy, Saiki Demon Feta sẽ là người lên tiếng. Nó sẽ lên tiếng ở những lượt cuối cùng của trận đấu. Khi mà đối phương đánh chán chết Feta không được, còn Feta sẽ bào dần đối phương bởi ngọn lửa có màu đen huyền bí. Black Magic. Black Fire. Hai bên đang rền rừ nhau. Không có viện trợ tham chiến do chưa đủ level. Càng hú Saiki sẽ càng mạnh thôi. Trang béo 4 sao, không hồn vũ khí. Đừng nên kỳ vọng quá nhiều các bạn nhé. Đây mới là thằng kia kỳ vọng này, Terry. Rồi, giá như giết được Athena đối phương thì có thể trận đấu sẽ đi theo một hướng khác, nhưng không. Viện trợ bánh bao của đối phương hồi máu khá tốt đấy các bạn. Hồi lửa mình là khá tốt đấy. Cay ghê nhỉ, dính ngay viên băng. Khiến cho Saiki cứng luôn, không làm gì được. Đây là Hotaru đã có hồn vũ khí. Nghĩa rằng những pha phản kích của nó là có sát thương đấy các bạn ạ. Đấy, ăn được Athena đối phương rồi, như thế thì mới có cơ hội thắng. Con Athena là một con cực nhây các bạn ạ. Các bạn không giết nó đợt này đồng nghĩa với việc lượt sau các bạn phải làm lại từ đầu. Nên một thời người ta đưa Athena ở vị trí phòng thủ hàng trước luôn. Có điều giờ ca phải nhiều quá ấy, thành ra đứng đằng trước là to nhưng người ta cho hết về hàng sau. Sẽ có một mình Saiki đứng hàng trước thôi, không vấn đề. Rồi, gần đủ sức để một hú chết con Cunlabang đối phương rồi. Nhìn xem khi đối phương đấm chán nhỉ. Nhưng các bạn không biết rằng họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu. Mình tin là trận này Feta sẽ thắng. Mình không thấy đối phương có bất kỳ một bài nào có thể giết được bên Feta. Trong khi đó, cái khiên phòng thủ của họ là Saiki rất dễ để bẻ gãy thôi. Một chiến thắng mình nghĩ đã rất rõ ràng rồi. Trong vòng khoảng độ 3-4 lượt gần đây, đối phương không xuyên được Saiki. Không đưa nó về chấm máu được và lượt nào Saiki cũng full nộ. Và ba võ sĩ đằng sau thì cũng nhân tiện cơ hội có nộ, đặc biệt là vị trí Terry. Bào máu đối phương hay ghê luôn. Mọi
khỏi lúc đó trong véo chết bây giờ ấy mà. Lần đầu tiên Hotaru bên Fenta biến hình, nó cũng khiến cho Hotaru bên đối phương biến hình tiếp. Ok, trận này chắc chắn thắng rồi các bạn. Kunlobang đã S-Mark. Sự đầu tư vào Kunlobang S-Mark của đối phương thay cho Sakimon là cũng là theo mình hợp lý ấy. Saiki mình tốn ấy. Làm video nhưng mà công mình chơi tốn ấy. Ông ấy hết sạch mảnh vận năng rồi chứ các bạn. Và tất nhiên là sau này thì tích lại thì cũng không lâu đâu, nhưng mà ý là nó nhèo nhỉ. Mình thích ngắm hơn là thích dùng. Hi. Có trí nhưng mà không giết được thì cũng không lên được trò chống gì, thậm chí còn bị đối phương phản kích cho gần chết. Rồi và đây sẽ là một lần mất mình sĩ tử nữa của Hotaru, rất dễ là như vậy. À, xin giết được Hotaru đối phương đấy các bạn, đùa đâu. Cả hai bên tận dụng rất nhiều vai trò của Hotaru chứ không phải ít đâu các bạn. Lượt 8 luôn này, công xem vừa mới mà công cũng làm gớm nhỉ. Băng, bù lại đối phương cũng là băng đúng không? Đấy, một cái hay. Các bạn yên chí, trận này thắng. Em thua méo về con Hotaru đối phương khỏe thật đấy các bạn ạ. Thôi nhá, đánh mình cũng biết là em bác Saiki nó giúp cho Saiki thay ra đổi thịt thật, nhưng để chỉ một mình sử dụng Saiki để càn quét hết hình đối phương thì các bạn về server Nhật, server Đài và server Quy Quy thì các bạn có thể gọi là mơ tưởng lại những clip đấy nhá, thực tế thì nó không như là mơ. Hẹn lại các bạn trong video tiếp theo, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tất nhiên là theo mình, bạn nhà thông thái vẫn thông thái khi mà lưng em bác Saiki, có điều là phải kết hợp thêm nhiều yếu tố khác nếu như muốn leo top, chứ không phải là dựa vào một hai võ sĩ nào đó, có thể là thay đổi vị trí đứng của các võ sĩ trong đội hình đúng không? Các bạn phải test thì nó mới ra được vấn đề. Theo các bạn trong các video tiếp theo.